Đánh bài tổ tôm Tam Cúc ngày Tết đã từng là một nét văn hóa dân gian lâu đời, nhưng dần dần nó bị biến tướng thành các trò cờ bạc, sát phạt đỏ đen, thu hút rất nhiều người tham gia. Lúc bắt đầu thì với mục đích là giải trí, lấy niềm vui trong những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên không ít người ngày càng bị cuốn theo những trò may rủi đỏ đen này, gây ra những hệ lụy không hề nhỏ cho bản thân, gia đình và xã hội. Ngay trong những ngày đầu năm, đã có nhiều sới bạc bị bắt giữ. Đá gà vào sáng 30 Tết, 9 người tại Vĩnh Long bị công an bắt giữ. Sáng mùng 1 Tết, lại một sới đá gà bị lực lượng công an phát hiện tại Vĩnh Long. Mùng 2 Tết, công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội vừa phát hiện bắt quả tang 32 đối tượng đang có hành vi sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức chơi sóc đĩa tại một xưởng cơ khí. Mùng 6 Tết, 13 người tụ tập đánh bài bị công an An Giang bắt giữ. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc đã liên tiếp đấu tranh triệt phá các ổ nhóm đánh bạc dưới nhiều hình thức như là sóc đĩa, đá gà, lắc tài xỉu, số lô, số đề. Tôi là người thu phí ạ. Và thu phí mỗi một người là từ 1 đến 200 tùy theo người. Người ta có thể có nhiều tiền thì 200 mà người ta có thể có một vài trăm người ta vào, người ta thả cái 1-2 cái người ta đi về thì thu 100 rồi. Năm mới, những người đánh bạc thường bắt đầu từ việc chơi cho vui, chơi vì sự xã giao với bạn bè, chơi lấy may. Nhưng sau đó, thắng thì được đà muốn chơi tiếp, thua lại cay cú muốn gỡ gạc. Cứ như thế, người chơi ngày càng lấn sâu hơn vào chuyện cờ bạc đỏ đen. Cái tâm thức cầu may như vậy, nếu mà nó trở thành một cái thường trực ở trong con người ta trong cái bối cảnh kinh tế thị trường, thì tôi nói là rất nguy hiểm. Người ta sẽ ưa làm ăn theo kiểu chộp giật. Người ta không tự tin vào năng lực, vào sức lao động và năng lực sáng tạo của mình. Và những cái người lừa đảo theo cái kiểu cá độ, từ bóng đá cho đến là đá gà, cho đến những cái trò chơi đua ngựa hay là bắn cá ở trên mạng, người ta sẽ ngự trị cái thời gian và cuối cùng thì thậm chí là thao túng cả cuộc đời của ta. Vậy là thay vì tìm niềm vui, thì cái mà những người ham đỏ đen nhận được là những hình thức xử lý thích đáng của pháp luật.